cái loại này trước nhất là loại lim như thế này, loại này lim.
Rồi. Ôi giời ơi. Với nhà em nói ngay từ đầu rồi là cái gỗ ba chi này em phải ra về để xong phải tính toán đã, nó bắt đầu là em mới có thể báo cho anh em được. Nếu mà các bác thực sự thiện chí nhá thì các bác kết nối cho nam em. Rất đẹp luôn. Bình thường là những cái like em đều rất là báo giá rất là rõ ràng cho anh em đúng không? Thank you.
tới chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được. Thank you.
nói chuyện đủ tiền luôn rồi bạn ấy. Mấy cái? 63 triệu. Một cái này thôi. Một nếp tỉnh. Oh!
Anh có đường máy đây không? Được rồi.